Thưa quý cô bác anh chị, thì như cái clip hôm qua Tuấn Dương có chia sẻ đó, là mình có hai cái tờ đô la cũ. Thì một cái tờ đô la cũ mình đã bán rồi. Thực ra cũ thì không phải là tờ tiền nó cũ, mà cái năm sản xuất này là năm 2001, mà bây giờ đang là 2023, thì tính đến nay nó được hơn 20 năm, thì nó là cái tiền mẫu cũ. Nhưng mà đồng tiền này vẫn còn rất là mới. Đồng tiền này thì cũng các cô chú về cũng giao cho mình, thì nhiều khi cô chú để dành hoặc là ở bên Mỹ vẫn xài. Thì cái giá ở bên Mỹ thì nó được giá cao, nhưng mà cái đồng này về Việt Nam thì đồng này người ta chỉ thu với cái mức giá ở đây này là 2.300.000 mà thôi. Họ chỉ thu với mức giá 2.300.000. Còn thực tế thì với một cái đồng đô la mà mới cứng cáu cạnh thì họ thâu với cái mức giá là 2.377.000. Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trong một video tiếp theo chia sẻ về việc đổi tiền đô la Mỹ tại Việt Nam. Thì chắc hẳn nếu như là cô bác anh chị đã từng về Việt Nam thì sẽ gặp các cái trường hợp đổi tiền. Ví dụ như mình đổi ở ngân hàng đó, thì thứ nhất là phải xếp hàng cũng hơi mất thời gian một chút, lại còn phải khai báo thông tin này nọ. Còn nếu như mà đổi ở những cái quầy thu đổi ngoại tệ ở các cái điểm mà được cấp phép của ngân hàng đó thì sẽ đỡ mất thời gian hơn. Tuy nhiên thì hiện nay cái việc thu đổi ngoại tệ đó, nó ở Việt Nam á, thì các cái tiệm người ta sẽ căn cứ theo là cái đồng tiền, tiền cũ, tiền mới, rồi tiền xấu, tiền đẹp, tiền rách, hoặc là tiền bị mốc, hay là tiền bị vẽ mực, để mà quyết định cái mức giá của nó. Thì đây Tuấn Dương có một số những cái đồng tiền này, thì bây giờ mình sẽ quay lại trước khi mà mang đi đổi, rồi sau đó thì cô bác anh chị sẽ biết được cái kết quả là nó sẽ bị trừ bao nhiêu tiền. Thì trong cái số tiền này đó các bạn, thì đây là một cái đồng tiền này có thể nói là cái đồng tiền là mới cáu cạnh. Đây, Tuấn Dương sẽ quay cái đồng tiền này trước. Cái đồng tiền này đó là được in vào năm 2017, và trên cái bề mặt của đồng tiền này nó là rất là phẳng phiu, không có bất cứ một cái nếp gấp hay một cái vẽ mực nào cả. Đó. Thì khi mà chúng ta mang ra tiệm đó, thì cái người mua đó người ta cũng soi rất là kỹ. Người ta soi rất là kỹ. Thế đây là cái đồng tiền này thì sẽ được mua với cái mức giá cao nhất. Để Tuấn Dương ví dụ như là ở tiệm người ta báo với mình là mức giá là 23.500 đồng, hay còn gọi hay là 2.350.000 một đô la Mỹ, thì người ta báo là cái đồng tiền này nó sẽ có cái mức giá như vậy khi mà nó phải phẳng phiu và không có bất cứ một cái lỗi nào. Thế còn ví dụ như cái đồng tiền kế tiếp, thì cái đồng tiền này đó lại bị đóng một cái dấu mực này. Đó. Lại bị đóng một cái dấu mực. Cái dấu mực này là chắc là bên nước ngoài họ đóng vào đây. Đó. Thì cái đồng tiền này cũng sẽ bị trừ tiền. Đó. Đồng tiền này cũng sẽ bị trừ tiền. Và đồng tiền này đó còn có một cái vệt gấp ở đây này. Đó. Thì cái đồng tiền này là có hai lỗi. Thì người ta sẽ xếp vào là cái đồng tiền xấu. Thế còn lại, đây ví dụ như một cái đồng tiền kế tiếp, thì cái đồng tiền này đó tự dưng lại có ai đó lại viết cái số 9 vào đó, nó cũng có cái vệt gấp đây này, các bạn nhìn này, nó hơi hơi bị bong ở cái cạnh này đấy.
Rồi ví dụ như cái đồng tiền này thì lại bị gãy mặt, nhưng mà là có cái lằn ngang này, thì có thể như là trong quá khứ cái đồng tiền này cũng từng bị gấp. Thì đây là những cái đồng tiền mà sẽ bị trừ tiền. Đó, thì để Xuân Dương sẽ lấy một số cái đồng tiêu biểu ra để cô bác anh chị chúng ta coi. Nên là tại sao mà đổi đô la Mỹ ở Việt Nam thì có cái mức giá khác nhau. Ví dụ như cái đồng tiền này này các bạn này, đây là cái vệt gấp này, nó lằn rất là rõ trên mặt cái ông tổng thống. Thì người ta kêu là cái đồng tiền bị vỡ mặt hay là gãy mặt đó, thì sẽ bị thu với cái mức giá thấp hơn. Đấy là mặt trước thôi nhé. Còn mặt sau, ví dụ như mặt sau có cái chữ SI này, đây cũng là một cái tín hiệu để cho các tiệm người ta trừ tiền của mình. Đó. Đây để mình xem còn có những cái đồng, ví dụ như cái đồng tiền này đấy các bạn. Dụ như bên đây đi, đồng tiền mới này là in năm 2017 này. Đó, nhưng mà cái đồng tiền này thì cũng bị gấp này. Đây là có cái vết gấp, chắc là nhiều khi mọi người để trong bóp đó nên là có cái vệt gập. Thì cái đồng này cũng sẽ bị trừ tiền. Đồng này là in năm 2017 nhé. Còn cái đồng này đó thì không không có cái vệt gấp gì hết. Đó, không có vệt gấp gì cả. Nó chỉ có bị một cái vệt nó hơi ở đây, không phải cái này, không phải dơ mà nó bụi nó bám thôi. Đó, nhưng mà cái đồng này đó thì in vào năm 2001, tức là cách đây chừng khoảng năm nay 2023 là 22 năm rồi. Thì cái đồng này ấy thì ra thì các tiệm sẽ cho là cái đồng đô này là đồng đô la cũ, thì cũng sẽ bị thu cái mức giá thấp. Một số người ở dưới tỉnh đó, là người ta mang đồng tiền này đi thâu, đi ra đổi thì không không đổi được, kể cả nhà banh cũng không đổi được. Một số người phản ánh với mình như thế. Đấy, còn ví dụ như đây đồng tiền này này là nó bị bật này, nói chung là có muôn vàn cái lý do để mà bị trừ tiền. Đấy, mà thực ra các cái tiền này ấy, thì mình nhận thì một là từ công ty giao tới, cái thứ hai là các cô chú ở bên nước ngoài về đó, thì đôi khi là có sẵn tiền trong ví trong bóp thì đưa cho mình. Ví dụ như cái đồng tiền này là in từ năm 2009 này, cái này thì cũng là mẫu mới, nhưng mà kiểu như cái đồng tiền đó, nói giải thích sao nhỉ, tức là nó bị, người ta kêu là nó bị cũ. Nói chung là có muôn vàn cái lý do để mà bị trừ tiền. Đây để mình coi, hình như còn có một cái đồng nữa nó bị, hồi nãy coi thì thấy nó bị hơi 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 rách một chút. Đây này, cái đồng tiền này này là nó hơi, đây này nó hơi bị, tức là đây này nó hơi bị rách một chút, nó bị cái mép này. Thì cái đồng này ấy, là cũng sẽ bị người ta trừ tiền. Thì đây mình đang có mớ tiền này đây, thì ngày mai mình sẽ mang ra mình đổi, và mình sẽ cho quý cô bác anh chị được biết là mỗi một cái tờ tiền này thì sẽ bị trừ bao nhiêu tiền và cái tỷ giá sẽ như thế nào. Thì ở cái chỗ mà thu đổi ngoại tệ đó thì không có tiện quay clip, thì mình quay trước để cô bác anh chị biết. Thì nói chung những cái tờ tiền mà mới cứng cáu cạnh thì sẽ đổi được giá cao hơn. Còn những cái mình thì cũng đã có những lần mình đi mình bị đổi thì bị trừ tiền. Ví dụ như cái tờ tiền này này, trước mình có mấy đồng thì hồi đó hình như là đô 23 thì mình chỉ đổi được là 221 thôi, tức là người ta đổi trước, tôi đổi 2 triệu 3, thì cái đồng này thì đi đến tiệm thứ hai thì người ta mới thâu, người ta thâu với cái mức giá là 2 triệu mốt, tức là bị hụt là 200 ngàn. Thì ngày mai mình sẽ mang thử ra để coi xem là cái đồng tiền cũ năm 2001 thì người ta sẽ thâu giá bao nhiêu. Rồi mấy cái đồng mà bị cũ rồi gãy mặt rồi mốc rồi như thế nào. Và trong này thì cũng có cái tờ nó mới cáu cạnh, thì mời cô bác anh chị hãy xem tiếp cái phần sau nhé, để mình sẽ đổi về rồi mình sẽ ghép chung với cái đoạn video clip này. Thưa các cô bác anh chị, ngay lúc này thì mình đang có mặt trên con đường Thủ Khoa Huân thuộc
cửa Tây của chợ Bến Thành. Ở trên cái con đường này đó thì có hai tiệm đổi tiền, một là tiệm Hà Tâm và hai là tiệm Mai Vân. Mai Vân thì nằm phía bên tay phải, tiệm Hà Tâm nằm phía bên tay trái. Bây giờ Tuấn Dương sẽ tới đổi tiền, sau đó sẽ chia sẻ với các cô bác anh chị ngày hôm nay thì một đồng đô la Mỹ được đổi với cái mức giá là bao nhiêu. Bên cạnh đó thì những cái đồng nào sẽ bị trừ tiền thì mình sẽ cập nhật để cô bác anh chị chúng ta được biết. Thưa quý cô bác anh chị, thì như cái clip hôm qua Tuấn Dương có chia sẻ đó, là mình có hai cái tờ đô la cũ. Thì một cái tờ đô la cũ mình đã bán rồi. Thực ra cũ thì không phải là tờ tiền nó cũ, mà cái năm sản xuất này là năm 2001, mà bây giờ đang là 2023, thì tính đến nay nó được hơn 20 năm, thì nó là cái tiền mẫu cũ. Nhưng mà đồng tiền này vẫn còn rất là mới. Đồng tiền này thì cũng các cô chú về cũng giao cho mình, thì nhiều khi cô chú để dành hoặc là ở bên Mỹ vẫn xài. Thì cái giá ở bên Mỹ thì nó được giá cao, nhưng mà cái đồng này về Việt Nam thì đồng này người ta chỉ thu với cái mức giá ở đây này là 2.300.000 mà thôi. Họ chỉ thu với mức giá 2.300.000. Còn thực tế thì với một cái đồng đô la mà mới cứng cáu cạnh thì họ thâu với cái mức giá là 2.377.000. Nhưng mà trên thực tế các bạn ạ, thì cái đồng mà mới cáu cạnh thì theo như các cái tiệm thu đổi ngoại tệ đó, thì người ta thứ nhất là nó phải còn mới, nó giống như nó ít sử dụng. Nhất là nếu mà vừa được lấy ra từ nhà banh mà nguyên sấp, gọi là nguyên siêu đó, rồi không có cái vết gấp, không có cái vết mực hay vết bôi bẩn hay chữ ký, thì đồng này sẽ được thâu với cái mức giá cao nhất. Nhưng mà trên thực tế thì nguyên cái mớ tiền mình mang ra đó, thì người ta nói rằng là chỉ có được hai đồng tiền mới thôi, còn lại thì toàn là tiền cũ, nên là người ta trừ của mình là tới 340.000. Thì có những cái đồng là người ta trừ tới 40.000, có những đồng thì trừ 10.000, đồng thì trừ 20.000. Nói chung là mình bán chừng 20 tờ thì bị trừ tới 21 tờ. Nói chung là tờ nào cũng có vấn đề hết. Bán 21 tờ thì 19 tờ là bị trừ tiền. Nói chung tờ nào cũng có vấn đề. Thì giống như những cái tờ mà bị trừ đây này các bạn này. Ví dụ như cái tờ này nhé, thì mình nhìn này, nó có cái vệt gập nhẹ này. Rồi cái mặt ông Tổng thống này ấy là giống như là người ta gọi là bị gãy mặt ấy. Tức là đồng này đã sử dụng và nhiều khi đã từng bị gấp rồi. Hoặc là như những cái đồng tiền này, nó đã qua sử dụng, các cái mép này nó không có còn thẳng, nó còn không cáu cạnh, mà nhiều khi nó bị nhăn, nó bị quăn, thì họ gọi nó là cái đồng tiền cũ. Thế mình cũng có hỏi cái tỷ giá đô la Úc ấy, thì tỷ giá đô la Úc là 1633. Nhưng mà cũng xin chia sẻ với các cô bác anh chị đó, là cái tiền Úc thì có hai dạng. Ví dụ như tiền Úc nếu mà đồng 100 ấy, thì được mua với mức giá cao hơn đồng 50. Đấy, và nó lại có hai cái mẫu tiền nữa. Ví dụ như đây này, cái tiền này là cũng 50 đô Úc, nhưng mà 50 đô Úc này là mẫu cũ. Để mình xem cái năm sản xuất là năm nào thôi. Đây không thấy in năm sản xuất. Nhưng còn cái mẫu mới đây các bạn này. Cái mẫu mới đây thì đây, ví dụ như cái đồng 50 đô Úc đây, thì cái mẫu mới này ấy, là ở giữa này, này là nó có cái hình cái con thiên nga này, rồi có cái số 50 óng ánh này, các bạn nhìn này. Đó, cái đồng 50 Úc, đồng mới. Đồng này thì giá mua sẽ cao hơn cái đồng này. Đồng này thì cũng là 50 đô Úc, mặc dù nó còn mới nhưng nó là mẫu cũ. Đó, thì ví dụ nếu như mà họ thâu là 1633 đó, thì
có thể cái đồng 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 tiền cũ này này họ sẽ chỉ thu 1.600.000 hoặc là thấp hơn. Rồi ngoài ra thì họ còn nhiều cái kiểu trừ lắm, ví dụ như họ kêu cái đồng tiền này nó cũ hoặc là nó bị gãy tem, tức là nếu mà bị gấp cái tem chỗ này thì cũng sẽ bị trừ tiền. Rồi tương tự như vậy cái tiền Canada đây, để mình lấy của các anh chị chúng ta coi những cái đồng Canada mà họ cũng soi kỹ lắm. Nói chung ra thì họ kêu là cái tem này này, kêu là cái tem này mà nếu mà có cái vết gấp, bị gấp cái tem vào hoặc là có những cái vết gấp thì họ sẽ tìm cách để họ trừ tiền của mình đi. Đấy, nói chung là cô bác anh chị nên mang những các cái đồng tiền mà nó phẳng phiu, mới cáu cạnh thì tốt hơn để tránh bị trừ. Và lưu ý là cũng nên mang tiền chẵn, cái tờ 100 đồng ấy, thì bao giờ cũng giá trị hơn tờ 50 đồng. Ở video clip trước thì Tuấn Dương có hỏi thăm thì anh Tuấn ở bên Arkansas ấy, anh ấy nói rằng là anh ấy vẫn mang những cái đồng tiền lẻ về, nhưng mà anh ấy xài ở sân bay, ở các cái phi trường. Ví dụ như thay vì chỉ phải trả 20 hay 30 hay 25 đồng ấy, thì anh ấy lấy những các cái đồng tiền lẻ. Còn mang về Việt Nam hoặc là muốn đổi ra những cái đồng tiền mệnh giá thấp hơn ấy, hoặc là đổi ra tiền Việt Nam đồng ấy, thì anh ấy mới dùng những các cái đồng 100. Ví dụ như đồng này này là bị trừ khoảng 40 ngàn cho một đồng. Thứ nhất nó có một cái vệt gập ở đây. Thứ hai đây này, cái chỗ mặt này cũng bị gập. Thì xin chia sẻ để cô bác anh chị chúng ta được biết và có một cái quyết định đúng đắn khi mà mang những cái đồng tiền mới về, hoặc là đi bất cứ những cái nước nào để được đổi với cái mệnh giá là cao nhất. Còn nếu mà cô bác đã từng đi du lịch ở các nước thì có thể cho Tuấn Dương biết là các cái nước châu Âu, ví dụ như là Anh, Pháp, rồi Thụy Sĩ, Thụy Điển, thì những cái đồng tiền đô la cũ có bị trừ hay không. Vì trước có một số khán giả nói là những cái đồng đô la cũ đó, ở các nước thì cũng đều bị trừ tiền cả. Thì Tuấn Dương xin tạm dừng video clip tại đây và xin phép được nhắc lại như vậy thì cái mức giá mà đại lý đưa ra là 23770 đó, nhưng mà thực tế thì mình đổi có cái là 23 và có cái thì chỉ còn là 23370 hoặc là thấp hơn nữa, do là nó bị những cái lỗi và bị trừ tiền.